Chủ mến chào quý vị và các bạn. Đó, mình là đang ở xã Vàng nè. Thì bây giờ có hai con ô đang cày miếng ruộng nhỏ. Miếng ruộng này chắc khoảng cỡ hơn công. Đây là con một chiếc 5.000, một chiếc 4.600. Không biết 4.600 hay không, đó xa quá nhìn thấy không rõ. Còn cái con này là 5.000 nè các bạn. Đó, con đang lên là 5.000 nè. Bây giờ mình quay cho các bạn xem nha. Quá bụi luôn. Bên đây dây lên, bên kia dây xuống à. Đó, bên kia dây xuống à. Giờ đó. Để lấy là gọt cái đầu, mình sẽ bằng cái đầu kia luôn. Hôm qua, kia là 4.600. Hôm qua mình có thấy một chiếc 7.600 đó. Bây giờ mình biết cái đầu. Tại vì chiếc 7.600 với chiếc you
shop rồi nè. Cái này có hổm là xế quận rồi, bây giờ cài quận 2 á, nên nó là nó cũng nhẹ chạy. Núi Bà nè, bạn thấy chưa? Bữa nay mà ai đi du lịch Núi Bà lên đỉnh là ok luôn, sương mù là dày đặc luôn á. Núi Bà giờ đang chụp một lớp sương mù rồi. Núi Bà 4/6 này giờ cài đầu ngang. Wow, hơi bụi. Chừng vài ngày nữa là một tuần lễ trở lại nữa là cái điểm hết luôn nha các bạn. Tranh thủ á, quả không dính hai cây mưa là trồng xong hết các bạn. Dính hai cây mưa đất ướt quá đó, nên nó là ta phải nán lại trễ cả 10 ngày nữa tháng á. Bên trồng rồi sáng sáng các bạn là chế độ máy cài này nè, là bên đó ta có đi ống nước hết luôn á.
đa số trong này đi ống nước hết các bạn. Đây số quận đây nè, số quận ở trên nước biển nè. Nghĩa là chừa lại cho chiếc 46 rồi. À, nhưng mà thả đất bên kia quá. Đó, về vào đó luôn rồi. Còn 46 lên đây. 46 nó rồng lên đây là xong rồi. Mình cũng kết thúc video luôn nha các bạn. Giờ anh chạy qua bên kia nó là xong rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem cái video của mình nha. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ nha các bạn. Để có động lực ha, để mình ra thêm nhiều video. Không phải là động lực mà ra thêm nhiều video nữa các bạn. Có động lực để mà hăng say, để mà ngày nào cũng dắt xe chạy đi lông nhông để mà kiếm cái cài quay các bạn. Đó là cái quan trọng. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của mình nha. Bye bye các bạn.